Hello mọi người, mình đến từ website fordomi.info. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái bài cách đánh cái bài Hương Ngọc Lan. Bài này thì mình đăng ở trên cái YouTube cũng lâu rồi, hình như là cũng hơn năm rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách đánh của cái bài Hương Ngọc Lan nha. Mình sẽ cố gắng hướng dẫn kỹ nhưng mà nó lại nhanh hơn tí, cộng với lại một số cái nội dung mình chia sẻ nhẹ nhẹ tí. Khi các bạn search cái bài Hương Ngọc Lan này á, trên cái website, trên cái channel hình như là, thì các bạn bấm xuống dưới phần mà mô tả nó sẽ hiện ra cái hợp âm mình để sẵn đây rồi. Đấy, đây là những hợp âm. Thì các bạn có thể sau khi xem cách đánh thì có thể dựa theo cái những hợp âm này để đánh lại. Thì cái bài này mình dùng cái điệu slow sub để đánh. Slow sub là cái điệu mà ở trong kênh YouTube mình cũng đã nói đến rồi. Thì công thức của nó là ví dụ như bass, bass 3 2 1 3 chuyển, 2 1 là 2 dây cùng lúc, dây 2 dây 1, bass 3, mình gọi x cho dễ nhớ nha, bass 3 x 3 chuyển 3 x 3 chuyển. Thì cái điều này các bạn có thể xem lại cái cách đánh ở trên, cách hướng dẫn ở trên kênh YouTube này. Còn mình vào cái đệm hát cho cái bài này. Ok, bài này là bài Hương Ngọc Lan, thì đánh sơ xuống ta. Gốc gốc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát. Ok, hợp âm trong này đầu tiên thì nói đến hợp âm pha major 7. Đây, pha 7 thì như thế này, hợp âm như thế này. Ngón áp út nằm trên dây số 4 ngăn số 3. Ngón giữa nằm trên dây số 2. Dây số 3 ngăn số 2. Và ngón trỏ nằm trên dây số 2 ngăn số 1. Mấy hợp âm này thì thực chất là bây giờ nó cũng xem như hợp âm cơ bản rồi. Các bạn có thể là xem tra cứu cái hợp âm này bằng cách là lên trên Google chẳng hạn. Bây giờ mình search ví dụ như hợp âm pha major 7 đi. Đấy. Rồi mình search thử guitar chord. Đấy. Thì nó sẽ ra, bấm chọn cái thẻ email này. Đấy, nó sẽ ra cái thẻ tay như vậy. Thì cái cách tra cứu các bạn vừa tập theo vừa tra cứu thì nó sẽ dễ nhớ hơn. Ví dụ như bấm vào đây là thiết tay của Fa Major 7. Đấy, có rất là nhiều cái hình, các bạn có thể bấm cách nào cũng được và có nhiều cách bấm. Thì trong cái hợp này thì mình để hợp âm sẵn ở trên cái phần mô tả đây rồi, mọi người cứ đánh theo thôi. Ví dụ góc phố nơi, tay phải thì cũng như vậy thôi thầy nha, không có gì đổi hết nha. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát. Fa major 7. Góc phố là mình đánh Fa major 7. Góc phố nơi anh hẹn. Dùng re thứ cũng được hay re thứ 7 cũng được. Ok, re thứ 7. Đấy. Ngón giữa nằm trên dây số 3 ngăn số 2 này, ngón trỏ đè lên luôn 2 dây 1 dây 2 ngăn số 1, bass là dây số 4. Góc phố nơi anh hẹn, cành gái góc phố nơi anh hẹn, qua đây bài cành ngọc lan xòa bóng mát. Thì đây là hợp âm son thứ 7 nha. Đây đây đấy, bấm như thế này cũng được, không bấm, bấm như thế này cũng được. Nếu mà bấm theo tay như thế này, ngón trỏ nằm trên dây số 6 ngăn số 3, ngón giữa nằm trên dây số 4 ngăn số 3, áp út nằm trên dây số 3 ngăn số 3 và ngón út nằm trên dây số 2 ngăn số 3. Chúng ta đánh dây 6, 4, 3, 2 thôi. Hoặc là bấm như này được, tùy, bấm như nào mọi người tùy. Mình đánh ngón giữa đè lên luôn dây 6. Rồi ngón áp ba ngón áp đều nhẵn đè lên 3 dây luôn, 3 2 1 luôn. Tại vì thực chất mình đè thì ngón có vẻ đè nhiều nhưng thực chất mình chỉ đánh dây 6, dây 4, dây 3, dây 2 thôi. Làm lại chỗ này nè. Góc phố nơi anh hẹn,
cài ngọc lan xòa xòa bóng mắt tòa hương. Hợp âm si dáng thứ, đây là si thứ, hợp âm cơ bản. Nãy hợp âm cơ bản này mình không nói lại nha, các bạn có thể xem ở trên mạng hoặc là search như mình hướng dẫn. Đây si thứ thì chúng ta kéo lùi lại là si dáng thứ. Tòa hương bát ngát thì chúng ta có thể dùng hợp âm đô trưởng cũng được, hoặc là đô 9 suốt 4 cũng được, đô 13 cũng được. Đây, mình dùng đô trưởng cho dễ nhé. Góc phố nơi anh hẹn, cài ngọc lan xòa bóng mắt, tòa hương bát ngát. Về lại pha mây dưới bảo với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mộng mỏi mòn, sao chẳng thấy anh. Đấy, thì đây có hợp âm C thứ 7 dáng 5. Thì tọa độ của nó là X2323, thì nghĩa là ngón trỏ nằm trên dây số 3, dây số 5 ngăn số 2. Ngón giữa nằm trên dây, ngón đeo nhẫn nhé, nằm trên dây số 3, hai dây số 4 ngăn số 3. Ngón giữa nằm trên dây số 3 ngăn số 2, và ngón út nằm trên dây số 2 ngăn số 3. Đây. Đấy. Đánh bass chúng ta đánh bốn dây giữa thôi. 5 4 3 2 thôi. Làm lại nha. Góc phố đời anh hẹn, cài ngọc lan xòa bóng mắt, tòa hương bát ngát. Bao với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen. Là thứ, hoặc là thứ bảy được. Là thứ này, hoặc là thứ bảy. Quen, mới quen em là đây thứ bảy. Bên cây rê bảy, ngọc lan xong thứ bảy lại. Tòa hồn màn và phấn thơm, vẫn là đô trưởng. Nơi ta là son bass si, son trưởng này. Làm son trưởng các bạn này chúng ta bắt như năm á. Đây là hợp son trưởng bass si nha. Mình lá thứ. Rồi ok, mình làm lại từ đầu đến đoạn đó nè. Nhìn là tay phải luôn này. Gông gông phố đời anh hẹn, cài ngọc lan xòa bóng mắt, tòa hương bát ngát. Bao với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn, sao chẳng thấy em. Từ ngày nào anh mới quen em, vẫn cây ngọc lan tòa bồng mặt và vẫn hương thơm, nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hái cho em. Rồi. Một nhành lan anh hái là anh hái là rê thứ này. Cho em này. Đấy, đó là rê thứ 7 bắt đô nha. Chúng ta đánh bấm như rê thứ như vậy cũng được. Đổi ngón tay đi, đang rê thứ đây, chúng ta đổi ngón út vào. Đưa cái ngón đeo nhẫn lên dây nốt đô, dây số 5 ngăn 3. Để mãi là thì một chúng ta đánh si dáng trưởng, si dáng trưởng đây. Ngón trỏ chẳng hết trên dây số 5, nó dây 5 giờ ngăn số 1 và ba ngón giữa, ngón áp út, ngón út nằm trên dây số 432 như hình, hoặc các bạn có thể search trên mạng. Nhưng mà mình bấm quen si dáng major 7 rồi, như thế này cho tiện. Các bạn có thể search trên mạng si dáng major 7 hoặc là thay ra si dáng trưởng cũng được. Để mãi là một chút hương ngày cuối thu. À, chỗ này là có bấm mi thứ 7 dáng 5. Nghĩa là ngón trỏ nằm trên dây số 4 ngăn số 2.
Ngón giữa nằm trên dây số 3, ngăn số 3. Ngón đeo nhẫn nằm trên dây số 2, ngăn số 3. Và ngón út nằm trên dây số 1, ngăn số 3. Chúng ta đánh bắt 4, đánh 4 dây dưới thôi. Đây là hợp âm thứ 7 ngăn 5. Để chuyển qua hợp âm la 7. Ok, mình làm lại từ đầu nha. Chỉnh cái camera cho nó dễ nhìn hơn, dùng hai tay hơn này. Ok. Rồi. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát. Bảo với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn, sao chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen em, phân cây ngọc lặng tỏa hương mát và phân hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành làng anh hái cho em, để mãi là một chút hương ngày cuối thu. Đấy. Thì khi mà các bạn quen về điệu là slow sub rồi thì các bạn cũng không nhất thiết phải đánh theo công thức là bass 3 2 1 3 chuyển nữa, mình có thể rải được trên dưới được. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tòa hương bát ngát. Bao với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn, sao chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen em, phân cây ngọc lan tòa bóng mát và phân hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hái cho em, để mãi là một chút hương ngày cuối thu. Bấm như thế nào cũng được, tùy các bạn. Một là mình đánh ba ngón tay chụm lại với nhau ở ngăn ba, ngăn số 3, dây 3, dây 2, dây 1, con trỏ đưa lên đây được, còn không đè lên đây được, tùy mình. Một chút hương ngày cuối thu. Ok, chúng ta qua phần tiếp tục, phần chorus này. Đây, phần này. Rồi. Vô điệu khúc này. Re mai số 7. Một chút hương ngày cuối thu sẽ mãi mãi. Re mai số 7. Con trỏ chúng ta chẳng hết 3 giây, 3, 2, 1, ngăn số 2 luôn. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi vẫn hương công lắng con. Ok, bộ âm re major 7 này. Sẽ mãi bắt 4 nhầm. Sẽ mãi mãi yêu em, em là thế. À, đây hợp âm la trưởng bát đô thăng. Trong hợp âm la trưởng nó có nốt đô thăng, thì bây giờ chúng ta đảo bát lên. Thì bây giờ chúng bấm dễ nhất, chúng ta có đánh ngón trỏ chặn lên 3 giây, 3, 2, 1. 3, 2, 1, ngăn số 2. Và đưa ngón đeo nhẫn lên cái đô thăng ở trên dây số 5, ngăn số 4. Thêm út vẫn được, tùy mình thôi. Đánh 4 dây giữa cũng được. Đây này. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế. Đánh đi 4, 5, 4, 3, 2 cũng được. Còn nếu mà thêm muốn dám một ngón 1 vào thì chúng ta mới bấm ngăn số 5. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ suy tư, và sẽ mãi mãi hương ngọc. Đang từ si ngọc của chúng ta chuyển từ si thứ, chuyển qua si thứ 7 bát la, tụt con trỏ xuống thôi, rất dễ. Đang từ si thứ này rút xuống trỏ xuống này, lên bát số 5, si thứ 7 bát la nha. Rồi chuyển qua son major 7 qua luôn. Con trỏ chúng ta làm đây, ngắn đang ở đây, đang thấy tay này đúng không? Chúng ta giữ nguyên ngón trỏ luôn được, đưa ngón giữa lên trên dây số 6, ngăn số 3.
thêm ngón út, ngón đeo nhẫn vào dây số 2, ngăn số 3 cũng được. Hợp son major 7. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ còn trong giấc, giấc thì chúng ta dùng âm son thăng đi 7. Đây, ngón giữa chúng ta nằm trên dây số 4, dây số 6, ngăn số 4. Ngón trỏ chúng ta nằm trên dây số 4, ngăn số 3. Ngón đeo nhẫn chúng ta nằm trên dây số 3, ngăn số 4. Và ngón trỏ chúng ta lại đè lên lại dây số 2, ngăn số 4. Như vậy thì chúng ta cứ bấm ngón giữa cố định ở nốt son thăng này đi. Ngón trỏ chúng ta đè lên 2 dây, dây 2 và dây 4, đè luôn. Rồi dùng ngón áp út, ngón đeo nhẫn đóng trên dây số 3, ngăn số 4. Đánh dây 6, 4, 3, 2. Ok, làm lại con này. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ tiếp tục, và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao. Đấy, cái khổ lần hai chúng ta giống trước, sẽ là re trưởng hoặc là re major 7 cũng được, re trưởng cũng được. Sẽ mãi mãi yêu, đây là khúc này này nha. Thương anh là thế, la trưởng bắt đầu thăng rồi, và sẽ là si thứ lặp lại. Si thứ 7 bắt la, tụt cũng tải xuống đắp bắt na, mấy si thứ nhưng mà tụt cũng trỏ xuống để lấy bắt năm. Tim em son major 7 là giống như khổ ở trên, hai khổ nó giống nhau, nhưng mà chúng ta chạy lùi về gửi anh thì chúng ta phải dùng âm re bắt pha thăng, đó là re x 9 bắt pha thăng đó. Ngón giữa nằm trên nốt pha thăng dây 6 này, ngăn số 2. Ngón áp út chúng ta nằm trên dây số 3, ngăn số 2. Và ngón út chúng ta nằm trên dây số 2, ngăn số 3. Đánh dây 6 5, 4, 3 cũng được, 6, 4, 3, 2 gì cũng được hết đó. Các bạn nghe hợp thì dùng hợp thôi. Đây, mình làm lại nha. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh. Tình nồng 17 như thoáng hương là 7 ngọc la. Đấy nha, đến đây rồi. Chúng ta làm lại, mình làm lánh lại một đầu, đầu từ pha mây dậy đến đây luôn nha. Đây, các bạn xem lại. Rồi. Góc phố đời anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mắt, tòa hương bát ngát. Bao với anh ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mỏi mòn, sao chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen em, phân cây ngọc lan tỏa bóng mát và phân hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hát cho em, để mãi là một chút hương ngày cuối thu. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh. Tình nồng như thoáng hương. Thank you.
thật là. Rồi, tiếp tục đoạn cuối cùng. Chúng ta có một cái đoạn coda riêng thế này này. Rồi tục. Hương lan bay xa một trưa cuối thu, thương anh yêu anh góc phố nơi hàng hò. Đấy, chỗ này. Rồi, lấy chữ này. Hương lan bay xa một trưa cuối thu, thương anh yêu anh góc phố nơi hàng hò. Rê trưởng qua lao trưởng bắt đầu thăng, mình nói ở đoạn trên rồi. Pha thăng thứ bảy đây, bấm như này là tùy mình thôi. Đây là bấm pha thứ bảy. Xong rồi chúng ta có thể đánh pha bảy, pha thăng bảy để hút về si thứ. Làm lại nè. Hương lan bay xa một trưa cuối thu, thương anh yêu anh góc phố nơi hàng hò. Mùi lan thương ngát cùng gió. Sẽ nuôi tiết mãi nếu biết lũng trắng đông hoa lụi tàn. Để gió mai cuống đi, để mai bâng khuâng nơi anh hẹn với em. Làm lại nha. Hương lan bay xa một trưa này. Hương lan bay xa một trưa cuối thu, thương anh yêu anh góc phố nơi hàng hò. Mùi lan thơm ngát cùng gió. Sẽ nuối tiếc mãi nếu biết lũng trắng đông hoa lụi tàn. Để gió mai cuống đi, để mai băng khuâng nơi anh hẹn với em. Đấy. Hướng lang bay xa một trưa cuối thu, là bắt trưởng bắt đầu thăng. Thương anh yêu anh, pha thăng thứ bảy. Chúng ta lướt qua thằng thương anh yêu anh góc phố nơi hàng hò. Si thứ bảy bắt là mùi lang thơm ngát cùng gió. Son major 7 và chúng ta chuyển qua mi thứ bảy dừng được hết. Mi thứ thêm ngón đeo nhẫn vào trong dây số 2 ngăn số 3 cũng được, hoặc là mấy thứ cũng được. Sẽ nuối tiếc lại này. Hương lan bay xa một trưa cuối thu, thương anh yêu anh góc phố nơi hàng hò. Mùi lan thơm ngát cùng gió. Sẽ nuối tiếc mãi nếu biết lũng trắng đông hoa thơm lụi tàn. Để gió mai cuống đi, để mai băng khuâng nơi anh hẹn với em. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ, sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi anh tình nồng như thoáng hương ngọc la. Đấy, thì hợp âm đoạn phía sau này thì dễ rồi, mi 7, la 7 cũng đơn giản. Rồi, mình làm lại một lượt lần cuối cho mọi người để ý. Alo. Pha mi 7 này. Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan tỏa bóng mát, tỏa hương bát ngát. Bảo với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trong mong mọi món, sao chẳng thấy anh. Từ ngày nào anh mới quen em, phân cây ngọc lan tỏa bóng mát và vẫn hương thơm nơi ta đã hẹn. Một nhành lan anh hái cho em, để mãi là một chút hương ngày cuối thu.
sẽ mãi mãi yêu em là thế, và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Hương lan bay xa một trưa cuối thu, thương ai yêu anh góc phố nơi hẹn hò, mùi lan thơm ngát cùng gió. Sẽ nuối tiếc mãi nếu biết lúc trắng đông hoa thơm lụi tàn, để gió mai cuốn đi, để mai bâng khuâng nơi anh hẹn với em. Sẽ mãi mãi yêu anh là thế, và sẽ mãi mãi là hương ngọc lan còn. Còn trong giấc mơ sẽ mãi mãi thương anh là thế, và sẽ mãi mãi vì trái tim anh đã trao gửi anh tình nồng như thoáng hương ngọc lan. Ok, như vậy thôi, mọi thứ cũng không có gì phức tạp. Thì các bạn có thể là in cái này ra, hoặc xem này là thắc mắc hợp âm nào thì lại lên mạng search cái kiểu như ví dụ như thế này thì nó ra theo tay chúng ta nhớ lại. Hoặc là một cách khác có thể ghi nhớ là chúng ta có thể soạn cái tọa độ hợp âm, chúng ta nốt, ví dụ nó in trên đây, in giấy ra xong chúng ta ghi bên cạnh nó là tọa độ. Tôi ví dụ như thế này nè, chẳng hạn như bây giờ hợp âm mi 7 đi, ví dụ như thế, fa major 7, ví dụ như fa major 7, các bạn ghi tọa độ của nó ra. Rồi tọa độ thì gồm 6 con số chẳng hạn, ví dụ mình bấm cái này đây, thì bây giờ gồm 6 số tương ứng từ bên trái qua bên phải, tương ứng với lại dây đàn là dây 6 5 4 3 2 1. Thì bây giờ chúng ta có thể là ghi x luôn, ví dụ như 2 vậy. Mình chúng ta không đánh dây số đấy, không đánh dây 6, không đánh dây 5, dây 6 này, dây 5, đúng rồi, chúng ta đánh dây 4. Dây 4 thì ngăn số 3, ghi số 3 vào. Rồi. Dây 3 thì ngăn số 2, chúng ta ghi số 2 vào. Rồi tiếp tục, ngón trỏ bấm dây số 1. Ngăn 2, chúng ta ghi số 1 vào. Vậy chúng ta mới được 5 con số này, rồi con số cuối cùng là con số 0, nghĩa là dây buông dây 1 chúng ta không bấm vào ngăn nào cả, thì chúng ta bấm như thế này. Đấy, bắt dây số 4. Đây là hợp âm pha mấy giờ 7. Nếu các bạn chịu khó, các bạn ghi thêm cái này vào để sau này xem lại cho nhớ, thì các bạn có thể chú thích vào. Thì thực chất cũng phải chịu khó một tí thì chúng ta mới mau dễ nhớ hợp âm, dễ nhớ cách bấm được. Mình ví dụ như thế, rồi hợp âm khác, ví dụ chúng ta cũng thể điền vào như vậy. Chẳng hạn như đô trưởng, thì chẳng hạn như là 0 3 2 0 1 0, mình ví dụ như vậy. 0 nghĩa là dây buông này, 3 là ngăn số 3 này, nghĩa là dây 5 ngăn 3 này, 2 nghĩa là ngón dây 4 ngăn 2 này, tiếp tục dây số 3 là 0 là tấm dây buông này, rồi đến dây số 2 ngăn số 1 này, rồi 0 cuối cùng là dây buông. Tọa độ 6 con số tương ứng với 6 dây đàn, cái số thứ tự nào đó ở trong này nó thể hiện cái việc chúng ta bấm lại cái ngăn đó. Ví dụ như số 3 là ngăn số 3 dây 5, số 2 là ngăn số 2 dây 5, dây 4, rồi số 1 này là ngăn số 1 dây 2, giả dụ như vậy. Rồi chúng ta có thể là chú thích những hợp âm nào không biết, chúng ta ghi bên cạnh đó để chúng ta sau này đối chiếu xem lại. Rồi đa số là như thế, những hợp âm nào mà hợp âm khó thôi, còn hợp âm đơn giản thì mọi người cần tự nhớ được rồi. Đấy, ok, đây là toàn bộ những cái clip mình hướng dẫn để mọi người có thể xem qua. Cũng không quá khó lắm đâu, điều này đánh dị hợp mà. Rồi, ok, chúc mọi người buổi chiều tốt lành.